Mến chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay mấy anh em mình tiếp tục đi săn, và chuyến này thì mình sẽ vào những cái vườn lâu năm để mà thứ nhất là câu gắn mối, xong đó mình sẽ tìm nếu mà có ổ ong hay là chim gì đó mình sẽ bắt để giới thiệu đến bà con nha. Bà con nhớ ấn đăng ký kênh, like để ủng hộ cho Coi Tùng Vlog cả nhà. Rồi mình sẽ mời cả nhà đi theo mình nha. Mấy anh em đang chuẩn bị cần câu để sẵn sàng đi câu gắn mối cả nhà. Làm cần câu gắn mối này có lữ không anh Linh? Có chứ. Có lữ hả? Có lữ. Ủa thường sao mình thấy mấy bạn kia câu thường thường là không có lữ nha. Câu gì? Câu gắn mối thường thường không có lữ á. Ờ vậy là bữa nay anh Linh là câu có lữ nha cả nhà, chứ không phải là không có lữ nha. Câu bằng mồi gì anh Linh? Một chồng ha. Rồi hai anh em đi. Chú ngậm mồi trời ơi là trời nó vụt mồi rồi. Nó bị mẹ nó thấy ghế trời nó ngậm vô mồi. Vụt rồi bà con ơi. Bọc con muốn luôn hả, mới đi xíu mình bọc ra. Phát hiện ra gì ạ? Phát hiện ra gì ạ? Phát hiện ra được cái ổ ong. Ừ, ổ ong gùi á. Gùi hả? Ổ ong gùi. Rồi đâu chỉ cho cái. Bự bự à. À, theo như bề hoành nó cỡ cái dĩa đó các bạn à. Ừ, im mà nha. Thôi bây giờ mấy anh em nãy giờ đi săn gắn mối không được thì mấy anh em quyết định là sẽ lấy cái ổ ong này cả nhà. Mọi người đang có theo dõi nha. Ổ ong cũng ổ ong này cũng có bằng cái dĩa à. Đây mình quay cho bà con xem nè. Bây giờ hai anh em sẽ tìm cách để mà lấy cái ổ ong này. Gai khá là nhiều luôn.
làm sao lấy được Linh? Mình sẽ xong bằng điếu thuốc hay gì? Ba điếu đi, nhiều khói đi. Khỏi kéo ra ngoài. Rồi hai anh em quyết định đi xuống bắt cái ổ ong luôn cả nhà, ở nhà đón theo dõi nha. Quá nhiều bà con ơi, đông con lắm. Điếu đi, nhiều con. Số chạy không? Thấy số nó chạy không? Thấy. Số nó đang chạy thì thôi là nó đang quay đấy, bấm qua, để hoài đi, chạy hoài đi. Chạy đó. Nó giờ tới lần này. Nó rút hết mặt à. Lấy cái gì, bắt đầu lấy cái gì? Thấy tao quay cho. Ủ má có mặt rồi. Có camera cho nó ngay lên. Tao tao thôi thấy lúc nó dán lên. Ừ. Nhớ cho camera nhìn cái màn hình đó. Này cầm đi. Không có bình thường đóng túi thuốc khác. Chốt tấm đi có mặt. À, đã quên thêm mượn cái kéo con Vũ rồi. Khắc nhắn. Ở nhà cái ông cũng khá là to rồi nha. Dạ anh em đốt cái khúc thêm để 100 mới được. Bây giờ gai nó hơi khó lấy, bây giờ anh em quyết định là lấy cái luôn. Mấy dưới 10 nha, hơi khó lấy lắm. Nó gượt cả nhà ơi. Ê, gớt dưới nước. Trời ơi, gớt nguyên cái bệnh luôn rồi. Mặt nhiều quá cả nhà ơi. Đặng này lên, đặng vũ vũ nữa. Nè cả nhà, lấy được cái mặt này cả nhà. Ồ, cái ống. Cái ống gẹm nè. Từ từ, cái ống gẹm nè. Ở nó vượt dưới đi. Vượt trên. Cả nhà, từ từ để quay phim đó. Nè cả nhà, nãy giờ mấy anh em xuống dưới rồi. Đã làm được bẻ cái cây chai kia rất là khó luôn nè, rồi gỡ mấy bụi hết lên, rồi gắn vô lại, cầm lên, gắn lại lên, gắn cho bà con ta xem ơi. Nó còn rất ngọt nè bà con, cái này ăn rất bổ bà con, ngon lên, béo, ừ, mình thử rồi nha.
béo quá béo à. Này hoàn toàn là ong gừng cả nhà. Cắn. Cắn mà cái mà cái sữa sữa. Nha cả nhà. Giờ mình sẽ đây còn cái cây rệm nè, cái rệm này mới mặt nhiều nè, quay lên. Nó này quay cái mặt lên, quay cái mặt lên cho bà con ta xem ơi. Nè, quay cái mặt lên. Đây. Nè, bà con. Nó bà con ơi, nhìn thấy thèm không? Nước nè, đụng vô lên, nó chào mặt ha. Để cái đi, cái đi, đụng vô cho chào mặt ha. Ngọt hả Linh? Bao béo rồi. Ngọt không? Quá ngọt. Cũng là một cảm giác khi mà đi săn xong rồi lấy ổ ong gừng ăn thật là thú vị bà con. Bà con nhớ ấn đăng ký kênh ủng hộ cho Coi Tùng Vlog cả nha. Để có những cuộc đi săn thú vị hơn nữa nha. Quay đi Minh. Để mình thử cái này nha. Mình thử miếng mặt à. Cắn chết đây nè. Thôi hoàng đến mình quay sát luôn. Nó cả nhà. Rất là ngon luôn. Nó mặt nè. Rồi bây giờ mình để cắn thử nha cả nhà. Quá là ngọt luôn cả nhà ơi. Mấy cái này giờ chiên ăn được nè. Móc vô câu câu dính rồi. Ngon cả nhà. Chờ miếng nữa. Giết đi. Giết hết. Ngọt quá. Nó có bù lại. Rồi giờ Linh sẽ để tại ngay chỗ mà ổ lấy ổ ong mới vừa rồi để xem ổ ong có trở lại nữa không. Bù là không lên bù. Ok nha, để lại vô cũ nè. Khá là nhiều ong luôn nè. Quá ngon. Cho ngọt thiệt. Ngon quá trời ngọt hết lên. Rồi mình để đây rồi xong mấy ngày sau mình sẽ lại thăm rồi coi ổ ong có trở lại nữa không nha. Nhà cả nhà mới có nãy để xuống thôi mà ông giờ nó bu lại như thế này nè, nó quá trời luôn nè. Mấy ngày con quá thứ luôn, khủng khiếp luôn. Bỏ kìa, đếm là biết nhiêu rồi. Trời luôn cũng tiếp luôn con. Rồi giờ con ra không? Quá trời luôn lên. Trời luôn. Thôi giờ mình để lại chỗ cũ, để mấy ngày sau mình để thăm cái nữa nha. Có, nó đâu có mặt được nữa. Thôi vẫn mấy tháng hả? Ừ. Có trở lại không đúng không? 3%. Mấy tuần nữa hả? Rồi giờ Linh sẽ kiếm chỗ để lại chỗ cũ nha cả nhà. Quá trời nó bay ra luôn cả nhà ơi. Linh là chuyên nghiệp rồi mới dám lấy thôi chứ bình thường là không có ai dám săn như thế này đâu. Nhắc gì có là mừng rồi. Thằng ơi, tao giờ đậu qua nãy giờ ba anh em đi chia nhau đi rồi. Vũ thì câu được mấy con ếch rồi cả nhà.
anh em mình thì đi bắt ong, bắt được một ong, còn Vũ đi bắt được câu được 4-5 con nè. Hai ong mà bắt được một ong. Có con này bự bự nữa. Câu dính cá được chưa, đi câu à? Trời này gió quá gió rồi, Vũ đi câu cá luôn rồi, nghỉ con ếch nữa rồi. Rồi Vũ câu mới giờ câu dính được con cá cả nhà. Đây là một cao thủ câu cá nè, câu nãy giờ không dính được con nào chứ. Dính rồi. Trời ơi, làm không kịp rồi. Nghe được cá nè, hết sức bự rồi cả nhà. Cá bằng cái cọng nhân nhang vậy đó. Quá trời cá bự luôn. Rồi cuối cùng thì Cao Tùng Vlog cũng kết thúc video đi săn. Chào mọi người. Rồi tạm biệt và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Tạm biệt cả nhà Linh ơi.